Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện mở tuyến đường bay mới Vinh-Viêng Chăn, những ngày này tại thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào, người dân và du khách bày tỏ sự vui mừng trước sự kiện mang ý nghĩa lớn trong đời sống xã hội Lào. Và lúc này, mọi công việc chuẩn bị cho đường bay này đã hoàn tất. Mọi người đang chờ mong chuyến bay đầu tiên từ thành phố Vinh, Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đáp xuống Viêng Chăn đúng dự định. Phóng sự được thực hiện tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày tỉnh Nghệ An mở hội nghị xúc tiến du lịch và quảng bá đường bay Vinh-Viêng Chăn thì đã được rất nhiều người Lào quan tâm, cũng như những người Việt Nam, những người miền Trung làm ăn sinh sống tại Lào. Hiện nay tại các đường phố của thủ đô Viêng Chăn đã có rất nhiều băng rôn để quảng bá về tuyến đường bay này. Hôm nay, mọi tuyến phố thủ đô Viêng Chăn của nước Lào đã tràn ngập những băng rôn quảng bá cho tuyến đường bay mới sắp được khai trương Viêng Chăn, Vinh, Vinh, Viêng Chăn. Nhiều nhất là tại các khu phố đông dân cư hoặc các đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines. Những hình ảnh này làm cho những người Việt xa quê, nhất là những người con xứ Nghệ và dải đất Bắc miền Trung cảm thấy ấm lòng bởi quê hương rất gần. Các cơ quan chức năng cũng như người dân nước Lào đã sẵn sàng đón nhận sự kiện rất quan trọng này. Một sự kiện không chỉ có nghĩa với người dân Việt Nam và Lào mà còn có nghĩa với cả du khách quốc tế mong muốn đến với hai địa phương của hai nước. Hơn 10 đại lý của Vietnam Airlines, ngoài phục vụ khai thác các tuyến bay truyền thống, đã bắt đầu bán vé cho tuyến đường bay mới này. Đối với cái dịch vụ đường bộ thì cũng đã mở ra rất nhiều cái tuyến xe khách, nhưng việc đáp ứng là không đủ cái nhu cầu. Nay đã mở cái đường bay Vinh, tôi nghĩ rằng đây là một cái đường bay hết sức hợp lý. Tôi nghĩ là cái sau khi mở cái đường bay Vinh này, bà con sẽ đi lại bằng cái đường bay nhiều hơn là đi bằng đường bộ. Anh Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc khách sạn Lan Xay tại thủ đô Viêng Chăn, quê Nghệ An, đã công tác tại Lào nhiều năm nay, nhưng mỗi lần quê nhà có chuyện đột xuất, anh phải mua vé về Hà Nội, sau đó mới bắt xe về Nghệ An, hoặc có lúc đi ô tô phải mất một đêm nằm lại cửa khẩu, mãi đến chiều ngày hôm sau mới về tới nhà. Đó là chưa kể những ngày bão lũ, sạt lở đường xá, nhiều hành khách phải nằm lại hàng tuần trên những cung đường nguy hiểm nơi biên giới. Khi mà mở cái tuyến bay Vinh-Viêng Chăn, thật sự là tôi cảm thấy là sẽ có được rất nhiều cái sự tiện ích mà đúng là đem lại cho mình cái thời gian cũng như là những cái thuận lợi rất nhiều. Hiện nay là có cái tuyến bay của Vinh thủ đô Viêng Chăn thì là anh em rất là phấn khởi, là cái điều kiện đi lại là nhanh hơn và lại là an toàn hơn. Do đó là cái công việc chắc chắn là sẽ là thuận lợi hơn. Ngay sau khi tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch quảng bá đường bay mới, hầu hết các phương tiện truyền thông của Lào đều quan tâm sự kiện. Nhiều phương tiện truyền thông Lào như Đài Phát thanh Quốc gia, Truyền hình Quốc gia, Truyền hình tư nhân Lao Star, Báo Nhân dân Lào, Thời báo Viêng Chăn, cả trên báo in và báo điện tử đều đồng loạt đưa tin và coi đây không chỉ là sự kiện đời sống xã hội đơn thuần mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào trên tất cả mọi phương diện. Tôi thấy rằng đây là điều kiện rất thuận lợi cho du khách, thuận lợi cho sự đi lại của nhân dân hai nước láng giềng chúng ta. Bởi vì Vinh, Nghệ An còn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, cũng là của nhân dân Lào chúng tôi. Là miền quê giàu đẹp trù phú, điển hình có miền biển vô cùng tươi đẹp. Chính vì thế, tôi nhiệt liệt chúc mừng sự quyết tâm của hãng hàng không quốc gia Lào đã phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines mở đường bay mới này. Đường bay mới Vinh, Viêng Chăn và ngược lại Viêng Chăn, Vinh không chỉ là sự xích lại gần nhau về khoảng cách, là sự khắc phục những nhược điểm giao thông bao đời nay. Hơn thế nữa, nó còn minh chứng cho sự gần gũi láng giềng đặc biệt giữa hai quốc gia trong mối quan hệ hiếm có trên thế giới mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp và gìn giữ.